Admin của Thế Giới ơi xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Được xem là một trong bốn giống chó đặc biệt của Việt Nam. Giống chó này đã không còn quá xa lạ gì với tất cả chúng ta. Vâng, đó chính là giống chó Phú Quốc. Chó Phú Quốc là giống chó hiếm hoi của Việt Nam nổi tiếng trên toàn thế giới. Nó có đặc điểm phân biệt với những giống chó khác là có xoáy lông ở trên sống lưng. Hai loại chó có xoáy ở lưng còn lại là chó lông xoáy ở Nam Phi và chó lông xoáy Thái Lan. Cho đến ngày nay, nguồn gốc xuất xứ của giống chó Phú Quốc vẫn là một đề tài có nhiều tranh cãi. Có thông tin cho rằng giống chó Phú Quốc có nguồn gốc từ Thái Lan. Những người dân đã mang theo giống chó bên Thái Lan và cho lai tạo với chó tại đảo Phú Quốc để cho ra giống chó Phú Quốc ngày nay. Tuy nhiên, thông tin này lại bị phản bác vì vào thời điểm cách đây khoảng 400 năm thì các ngư dân Thái Lan chưa có khả năng đi đánh bắt xa đến bờ biển Phú Quốc được. Một thông tin khác lại cho rằng giống chó Phú Quốc được bắt đầu từ một giống chó lông xoáy của Pháp, được lai tạo với chó hoang và cho ra giống chó Phú Quốc ngày nay. Điều này cũng chưa chính xác vì quân đội chúa Nguyễn đã sử dụng giống chó Phú Quốc để canh gác doanh trại vào thế kỷ 17. Trong khi đó, Pháp bắt đầu xâm chiếm nước ta từ cuối thế kỷ 19 lận. Theo các bạn thì cách lý giải nào thuyết phục hơn? Hay là còn có thông tin khác? Mặc dù chưa biết chính xác nguồn gốc xuất xứ, nhưng hiện tại giống chó Phú Quốc đã được đăng ký với Hiệp hội Giống chó Quốc tế để được công nhận trên thế giới. Chúng được nhiều quốc gia ưa chuộng và được xuất ngoại với giá rất cao. Chó Phú Quốc là một giống chó có kích thước trung bình. Một con đực trưởng thành có chiều cao từ 50 đến 55 cm tính từ vai và có cân nặng từ 20 đến 30 kg. Con cái có kích thước nhỏ hơn, chúng có chiều cao từ 48 đến 52 cm tính từ vai và nặng từ 18 đến 25 kg. Theo như lời kể của ngư dân sinh sống lâu năm trên đảo Phú Quốc, chó Phú Quốc thuần chủng có vòng xoáy trên lưng với 4 màu cơ bản, đó là đen, vàng, vện và đốm. Tuy nhiên, ngày nay màu lông đã có nhiều sự lai tạp. Chúng có cái đầu nhỏ, cổ dài, mõm dài và chóp nhọn, tai dài, mỏng và có bớp lưỡi. Chó Phú Quốc biết đào hang để đẻ và có biệt tài săn thú. Bơi dưới nước giỏi như đáy cá nhờ chân có màng chân như chân vịt và bộ lông mượt sát dài từ 1 đến 2 cm nên khi chó Phú Quốc bị ướt thì chỉ cần lắc mình vài lượt là nước sẽ bắn đi, do đó lông sẽ nhanh khô hơn. Chúng có mắt nhỏ, màu nâu hoặc đen. Nhìn tổng thể thì chó Phú Quốc có thân hình săn chắc và thon gọn, dáng cao, đứng thẳng, mang hình dáng của một chú chó săn đích thực. Cặp chân trước có nhiều cơ bắp, phần ngực phát triển, phần bụng hóp lại, cơ đùi trắng chắc, đuôi nhỏ, thường uốn cong như lưỡi liềm và dựng đứng, lông đuôi ngắn. Về tính cách, chó Phú Quốc rất thông minh, trung thành. Chúng là giống chó săn nên khi đi truy lùng là đi tới cùng dấu vết con mồi và rất ít khi bỏ cuộc. Chúng có khả năng học hỏi và bắt chước khá nhanh, tuân thủ mệnh lệnh một cách chính xác. Đặc biệt, chúng không ăn đồ ăn của người lạ nên rất hiếm khi bị mắc bẫy hoặc bị dùng thuốc độc tiêu diệt. Khi chiến đấu, chó Phú Quốc có tinh thần hiếu chiến, không chịu khuất phục, không chùn bước cho dù đối thủ to lớn hơn đi chăng nữa. Mặc dù vậy, nhưng chó Phú Quốc cũng rất thân thiện và dễ làm quen với người, nhưng rất khó đụng vào chúng đấy. Một điểm đặc trưng ở loài chó Phú Quốc nữa là tới chu kỳ sinh sản, chúng thường đào hang dưới đất để đẻ con. Đặc điểm này cũng phần nào nói lên nguồn gốc hoang dã của giống chó lông xoáy này. Thông thường, chúng mang thai từ 57 đến 65 ngày và sinh ra từ 5 đến 7 con mỗi lứa. Chúng có tuổi thọ từ 12 đến 14 năm. Chó Phú Quốc thích hợp với môi trường sống là môi trường hoang dã. Nếu bạn có ý định nuôi chúng trong đất liền thì hãy cân nhắc tạo cho chúng một môi trường bán hoang dã nhằm giúp chúng có điều kiện sống tốt nhất có thể. Nếu nhà bạn có bãi đất trống hoặc sân vườn thì chúng sẽ có không gian để chạy nhảy và nô đùa. Hiện nay, giá của một con chó Phú Quốc dao động từ 3 đến 6 triệu đồng cho một chú khoảng 2 tháng tuổi. Với những chú chó đẹp, thuần chủng, được huấn luyện bài bản
thì có khi được xuất ngoại với giá vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng trong dân gian Việt Nam. Chó Phú Quốc được coi là vương khuyển vì trong lịch sử đã từng có 4 con chó Phú Quốc được vua Gia Long sắc phong một cách trang trọng không kém gì những công thần khai quốc của nhà Nguyễn. Chó Phú Quốc lần đầu tiên được tham dự cuộc thi giống chó đẹp nhất trên thế giới vào tháng 7 năm 2011. Tại đây, chúng được cấp chứng chỉ chó đẹp cấp thế giới. Nếu có điều kiện thì bạn có thích nuôi một con chó Phú Quốc hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới giúp mình nhé. Hy vọng rằng các bạn đã biết thêm được nhiều thông tin thú vị về giống chó quý hiếm của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.